Được chị hai rồi. Thừa là ngon nha. Được chị hai rồi. Giàu rồi. Hàng chứ ngày... tới rồi anh em ơi. Hàng chứ ngày hôm qua giờ bu mình không rời luôn nha. Tối mình chung luôn à. Tối mình chung luôn à. Cái đổi thịt nha, đổi thịt nha. Tối bên này Sài Gòn quá ha. Hà ơi. Dính dính ra. Cắt chút dầu bữa để cầm cho. Xách ra. Mấy em xách ra. Vô xách này đó, vô nè. Cũng tên xách chứ. Lần đầu tiên nha, lần đầu tiên ủng hộ bạn Thừa Phạm nha. Bạn gần chết rồi. Sắp chết rồi. Cho nên là phải ủng hộ. Không tên năm chậu ông đó, còn cước của tôi. Cái chậu không tên nè. Không, tôi lấy cước mấy cái đây không tên. Tôi lấy cước cái không tên, còn ông hả? Ông chỉ việc lấy tiền ông về đi. Cây nó tiền lời lấy vừa từ cây đi quỷ chấm. Chào mọi người nha. Bảy chiêu. Lấy nón lá ra. Không lấy tôi lấy luôn. Đây là cái không tên của ông nha. Gói này luôn đi ha. Là cước cước này. Đây là cước này đẹp. Đây là cước này. Này cần gói tí nữa đi đường về em đó. Cước đây là bên lái nha mọi người. Với không tên. Chỗ này. Chỗ này là không tên. Không tên là mình lấy nè. Với bốn chậu ngọc sen cước. Bốn cái cây mới lú chứ phải là bốn chậu nữa. Năm chậu không tên. Không tên này là bạn Nguyễn Văn Hà với em Vũ. Hello mọi người nha. Hai người. Hai người ủng hộ bằng An Nhiên. Đi chào người đó. Hello mọi người nha. Hello, bạn Tài Đen. Anh Thanh Rồng, chào mọi người, anh Thanh Rồng ơi. Chào cả nhà. Xin chào Kim Thoa nha. Đi từ ngày hôm qua giờ chưa về Bình Phước luôn mọi người. Chưa thay đồ luôn. Rau rơi mới đi con đêm mà rau rơi bọc lum hết. Mọi người thấy cái ươm tự nhiên đẹp không mọi người? Phê ha. Đó. Cái ươm tự nhiên tuyệt vời luôn nha. Đây bốn cây ngọc sen cước mới lú. Mới nhú. Xin chào Trung Điên nha, ở bên Diên Trung nha. Hello Trung Điên nha. Đây Diên Trung ơi, đẹp không Diên Trung ơi? Không tên nha. Ai ngọn ngồi rồi. Không tên. Chốt tiếp kìa. Không có, ngủ kìa coi. Chốt. Ngủ bình thường em ơi. Nhưng mà kiểu giờ ngày qua giờ đi nhiều quá nữa. Gì vậy? Vô lấy 1 cây nữa thôi mà sao lấy 3 cây vậy? Cũng chậu nữa, chốt. Cướp, một chậu một chậu không chịu hả? Rồi, thấy luôn. Hà Lòm chơi dữ ha, Hà Lòm chơi quá dữ ha. Bộ mẫu luôn. Cứ mồi lên bên xuống đấy là la lên dạ mà mọi người nha. Lớn này. Hà này Hà chơi khô máu rồi và mọi người ơi. Hà xuống tay rồi. Này Hà. Hà ủng hộ cho em Pháp. Pháp. Ok. Xuống tay rồi. Tôi thì vừa lăn ba béo đúng hơn như thầy ba anh em mà.
nói chung là đây, ngọc cái, nha. Cái này thì của em Phát nè, ba beo mà ghi có hai beo à, hả? Ba nhau lên Phát, anh em Vương, anh em Vương anh em Vương, anh em Vương đó, này là của anh em Vương, cái này của Thừa, cái này của Thừa. Quá ok luôn. Nhiều đây nói chung là cũng nhiều tiền á, cũng nặng nặng túi nha mọi người. Cũng nặng nặng túi đó. Xin chào 43 anh chị em, chào Trần Tấn Hiền, chào bạn Thành Trung nha. Này ươm cũng lâu lắm nó mới lên chứ không phải là lên nhanh đâu nha mọi người. Ươm cũng lâu lắm mới lên nha. À, Ngọc Xuân Cước chứ không tên anh Danh ơi. Canh canh những lúc anh không có vườn tụi em mới tới. À, cái này là của không tên của Thừa nè. À, Ngọc Xuân Cước của Thừa nè. Này là Ngọc Xuân Cước của anh em ở vườn nè. Ok, cảm ơn Viên Trung nhiều nha. Chia sẻ nhiều hội nhóm là chút nữa là mình lên game mình tặng cho một cây Phú Thọ luôn nha Viên Trung ơi. Bạch Tuyết chơi. Hả? Bạch Tuyết chơi. Ôi, tặng Phú Thọ nhưng mà phải lấy tiền ship. Là mình cũng phải gọi là phải lấy tiền chứ còn tặng không là người ta không có quý. Anh hiểu không? Bao ship vô cả nhà. Buộc phải bỏ cái tiền vô đó về mới chăm sóc được. Nó mới cảm thấy cái giá trị cây nó mới được, anh hiểu không? Chứ còn mình tặng không là không được. Nhà vườn 5 đô bao ship cho cả nhà nha. Tặng không là nó mất giá trị đi. Xin chào Trình Toản, xin chào Lê Đàn Nen. Các anh đi vào hút cây nha. Canh anh đúng rồi, thì canh anh đi Đà Lạt là tụi em mới chạy xuống này chứ. Anh Năm á, anh không về là có chừng là thường nó lấy cây nó bán hết luôn á. Gói lại luôn. Gói trên thôi. Ờ cho đóng mặt cầu đi. Gói lại. Phát phát ơi, đóng mặt cầu cho anh đi. Gói trên phát. Cái bây giờ cái nguồn đóng hết mặt cầu chạy về sợ nó bung đẻ. Bung đẻ đứng ngọn luôn. Cầu đứng. Tại vì mấy cái thằng bán hàng nó nhập mấy cái máy đó về nó sản xuất luôn. Nó nhập nhiều về nó sản xuất luôn. Thôi anh em chụp tấm hình làm kỷ niệm cái đó rồi đóng. Đóng rồi mà chụp luôn. Đóng đi. Hay hơn. Ờ cũng được. Sợ đóng chậu là giấy mới che hết kia luôn, chụp là không thấy kia đâu luôn. Ủa này hay mua đây là giá là mình sốc rồi này. Hay mình sốc này. Mình với Hà với Vũ nha, ba anh em ba anh em mua nha. Đây Đỗ Thiên Vũ nha mọi người. Hello mọi người nha. Nick kia là ăn nha mọi người. Chủ cây. Không dám anh lớn đâu Hiếu Kem ơi. Xin chào bằng tướng quân Vũ Hạnh lâu nhiều. Ok Phương Chọc nha. Đây tướng quân ơi. Xin cước nè. Không tên nè. Không tên. Xin cước nha mọi người. Anh chào bằng Hà Cà Chua nha. Chụp làm cái nghiệm á. Mai mốt còn làm bằng chứng. Anh Thương. Bán 2 kg trong 7 tỷ nha anh Thương. Quay video luôn.
Vô trong, vô trong anh Thừa. Vô trong anh. Sao chụp ngựa kể. Anh Hàng qua đây, anh Hàng. Máy này lấy chim rồi. Đây là máy em nữa nè. Má nghe rồi, má chuyện buộc tôi đổi hết mua hối anh nhỉ. Dạ, sáng nhìn đổi mua hối thôi. Trời. Cái này là mặt đỏ mà thấy làm lẽ tôi biết ngay. Tại nhà mấy em mới thấy mặt cái lấy cái lâu. Chụp mấy kim hả? Hả? Đây là đó. Ngã. Thịt thơm quá, ngọt quá. Chụp xong rồi. Chụp xương cước nè, không tên nè. Không, mỗi lần em xuống em vinh, cây em thấy lên trắng, năm màu. Cái này, em đi nhập cây này, nó thời điểm vàng anh em ơi. Nè, trả máy luôn. Hello Nguyễn Quý, chào em Lê Tài nha. Anh chào Công Bùi. Quên Vinh cho hàng mới nhú hả? Ừ. Anh thích chăm những cái mới nhú gì đó. Những nhú hả? Ừ. Mấy anh bào ghê quá. Bào nhẹ chứ chưa bào ghê. Bào ghê là không có tiền bào đâu Tài ơi. Xin chào Huy Hoàng nha. Anh chào Trung Vũ. Xin chào bố Vân Phạm. Chào bạn Cường Nguyễn nha. Chào Nguyễn Linh. Rồi đóng đi phát. Kỹ thuật đóng hàng. Mình đóng cái mặt thôi không anh? Đóng mặt thôi nha. Đúng rồi, bà Nga còn vô đó đúng á. Cái gì mà mới nhú là không, cụp lại thôi. Rồi. Cái gì mới nhú là đều là thích hết nha Hà ơi. Chắc bạn cũng giống như tôi nha. Hơi nóng thôi Công ơi. Bây giờ là anh mới vừa nhú. Nói chung là hơi đổ mồ hôi tí xíu thôi. Anh chào Lê Văn Nam. Cho tàn mở bớt quá. Này là chuyên gia đóng cây nha mọi người. Em này là em của Châu Phát đây em luôn nè. Biết tính mà. Ok nha bạn nha. Cái gì mà nhú là mình mới thích nha. Đóng sơ mặt chậu thôi. Nó khỏi vì lớp cơ thể ra thôi. Bán được. Cảm giác đóng cây sao phát? Đúng rồi. Cái này là lâu lắm rồi phát mới đóng cây nè. Đúng phát. Phát. Đúng em. Dạ đúng. Lâu lắm rồi mới được cầm băng keo đúng không? Lâu rồi mới được. Nói chung là đổi thời dịch hết. Đổi thời dịch. Đúng rồi, cái này là lâu lắm rồi phát nó mới được đóng cho dễ gì. Lâu quá nó chưa đo xăng đúng không? Cái này là lâu lắm rồi. Chưa đúng không? Lúc nào cũng phải có cây thước trong người á. Hẹn 2 tháng nữa là đo xăng liên tục nha. Ừ, kê lên chứ thôi nó trời các bạn. Ủa mưa hả? Có. Kéo bạc cho nó mát. Hay nóng quá các bạn ơi. Mình cứ bật quạt ra để cho nó sáng. Một
rồi cũng dịch bản chức năng. Một thủ chức mà, một thủ chức mà lâu đấy lắm chứ. Cũng hiện được thật sự như cái giá chứ. Tính ra là tôi tính ra tay nghề chưa lục nè, còn con nhuyễn lắm còn dẻo lắm nha mọi người, gọn gàng lắm. Đây là anh em giao dịch tại vườn lan Hai Beo nha mọi người, vừa có bằng Trương Tuấn Lợi, Trương Tuấn Lộc với anh Trương Văn. Trời mùa hè cho nên là bây giờ nó cũng nóng nóng lắm rồi. Bông nào cũng bằng gói thuốc. À bông nào cũng bằng gói thuốc. Mà dịch nó ma bậy lắm. Sướng sướng mà. Cũng hy vọng là vậy Vườn Lan Hưng Hưng ơi. Nghe nơi hắn không còn bận lo mà để đến đi để đến lên hai kỳ có cả hai kỳ thì mất dưới kỳ ra thì mà bây giờ vì dài dài như này là nó cứ để chi đâu rồi để đáng tin phải hoàn thành cái này to hơn. Không chờ tôi chờ bà từ đêm qua tới giờ luôn mà không chở. Xuống hả? Không chở tôi à? Không chở hả? Đi ngày trưa hôm qua nói giá chở thì thấy không chịu đi, thấy mất tiếp doanh nhân thấy không chịu đi với tụi tôi. Thấy ơi, cây đẹp lắm thấy ơi, thấy có vô một xíu phần nào cho mình có cớ đi lại không thấy ơi. Thấy ơi. Đi giao lưu với anh em Thắng ơi. Tại vì bây giờ cũng nói chung là cũng thích hợp rồi. Được rồi. Nhưng ngồi riết là nó cũng bị đơ chân. Hello bạn Tấn Đoàn nha. Thấy hỏi là Phát ơi có cần phụ không nè. Đang coi nó đang cầu đóng được cả trăm chậu rồi, mấy chậu đang thui vậy thế ơi. Thấy ngắn hả? Thấy ngắn hay thấy dài? Thấy y ngắn. Thấy là da. Em cũng đang đi rồi anh. Hẹn em mấy ngày nữa nha Thắng ơi. Mấy ngày nữa ở Đồng Xoài nha. Mấy năm giờ mới nhập là biết rồi. Hai giờ hơi mới đứng cao ha. Đứng mấy năm trời rồi. Nói chung thầy Hà này mà ra chơi thì cũng hơi bị tự hiếu đó mọi người, tự hiếu đó. Do là từ cái lúc mà ấy là thầy ôm tiền thầy lận lân là thầy không có ra khơi mà bây giờ thầy ra khơi lại là giữ đó. Với mọi người là tôi không có tiền để nhập. Nói chung là bằng Hà bây giờ bạn đã nhấc cái chân lên bằng đi là mấy người anh tự hiếu đó không? Các anh em là tại vì là thời điểm kia là đu đỉnh quá, bây giờ được con và được một vài trăm triệu thì là cây nó xuống giá đó thì mình mới tự tin mới nhập. Bây giờ là thấy buổi tự tin nhất. Mọi người theo dõi nick Nguyễn Văn Hà là mọi người biết nè. Là lâu lắm rồi Hà không có nhập kia đó. Khổ vậy. Tại vì có tiền đâu nhập. Đi bữa nay đi là đi qua đêm luôn ha, đi từ qua tới giờ chưa về nhà nữa. Chưa thay đồ luôn. Bờ nó dần đấy. Hà là tiền tỷ không có. Nhưng mà tiền lẻ thì có cả tỷ. Đúng rồi, tiền lẻ có cả tỷ, mà tiền tỷ không có. Tại vì nhiều quá. Em đi cùng mong muốn đi với anh. Thắng Trần, chào anh Thừa đẹp trai. Chào em nha, thằng nha. Vậy mà sáng thí mới nói là Thừa xấu. Tí nè.
xin chào bạn Tiến Mạnh nha, xin chào bạn Hữu An, xin chào Trần Cường. Lấy xe chở hết rồi. Không biết hết. Hết chứ. Mình đi có ba anh em nhé, để một ghế này chở hết chứ. Thôi để cái gì phải cái gói cho em. Lô ở hậu để lại. À, lô ở hậu để anh Tấn nó mang lên cho mình. Nó mang cho lên. Hả? Thì ngày qua nói rồi mà, nói để Tấn nó chở lên. Xin chào bạn Nguyễn Cảnh. Mua chiếc ga mày coi. Nguyễn Cảnh ơi, nhìn những cái mầm non nó mới lên đẹp không mà Cảnh ơi. Rồi. Xin chào Thanh My. Chào bạn Hiếu Hường nha. Nóng thiệt là nóng. 22 triệu là cái sổ. Cái đẹp 37 40 triệu 50 triệu ông bạn. Kiểu biến động kiểu nóng dính với nó hộp. Ui chúng sắp cũng vùi vàng cái hai là kiểu cái cổ cần quá nhiều tiền sao á. Giống dính hộ đơn giản được một kiểu sổ. Anh chào nhà cường cực kỳ đơn giản giống như người Tây Nam Bộ mình. Chào em nhà giống cái gì mà ăn mặc cái thứ hai là cái nước giá con người. Mình chào bạn Hiếu Hương rồi nha. Địa hình với nó cái khí hậu kiểu kiểu đây đó bộ mình. Cái chất nơi rồi mà. Đây là Cảnh ơi. Vườn thì nhà cửa nó đơn giản bên nơi. Hà nó cũng ra khơi cùng mình Cảnh ơi. À bây giờ tốt bởi vì bây giờ chắc là rẻ hơn cái đó. Nói chung là rẻ hơn nhiều, rẻ hơn nhiều. Thế người ta họ nhưng mà sao không tìm hiểu cái đó luôn. Không tìm hiểu cái đó luôn. Tôi giá cả ô tô sao? Rẻ hơn tầm 200. Tại 300. 210. 213 trăm. Nếu như mà bị ví ở rẻ 1 tỷ thì ở đó tầm 700. Rồi, còn 4 chậu nữa là xong nha mọi người. Chào bạn Từ Nguyễn, em chào anh Điểu Nghị. Chào Cảnh Dễ Thương, anh trai. Cái này là nóng thiệt sự á, nóng đổ mồ hôi luôn rồi đó. Đấy là vườn bên đập búa. Coi chừng dán mà dán luôn cái mầm này là ngon lắm nha. Xíu về anh lấy rồi, anh ghi nhẹ nhẹ lên rồi. Dán sao dán luôn cái mầm này nó có chút xíu rồi mọi người. Dán luôn mà mệt. Ngọc Sơn Cước chứ không tên Trần Duyên ơi. Xin chào Nguyễn Tiên. Yeah.
bây giờ đúng rồi, lấy cái khay á, bỏ vô, bắt đầu bỏ lên cái yên xe là nó khỏi bị ấy, mấy cái chậu nhỏ này bỏ lên. Không không, cái này để bỏ lại. Đấy, cái này bỏ vô luôn. Chứ không chạy xe. Bỏ vô hùng để chạy đắp xe. Cái thùng giấy cũng được, không cắt tống được. Đâu thủ nhưng mà giữ lại. Ông chậu mà. Giờ nó hình như nó ghiền đóng luôn, sao nó bị dính luôn vậy? Dính đóng rồi nè. Bởi vô dấu dính. Có mấy cái móc nó khỏi cần cũng được phát không? Cái này nè, nó búng vô cái giải này nè. Mày hết rồi, cái này cứ khỏi sợ. Đẹp rồi. Cắt tiền đấy. Có được một thay được rồi. Hết mấy bàn hết rồi. Mấy cái kia. Rồi. Có lên là có tiền. Để trên á, để trên á. À, cái khay này để trên này. Cái khay này để trên này. Phát ơi. Còn bỏ hai chồng ngọc xương cước đó qua bên kia luôn. Rồi cái khay này để trên này thường. Còn cái kia để dưới. Ba ngồi á. Thôi trả lại rồi. Chút nữa thường là cho ở lại đây rồi đâu có đi được nữa. Đúng rồi. Đâu. Rồi bỏ xuống dưới, đúng rồi, đúng rồi. Lên cái xuống đây, lên cái xuống đây. Lấy cái kìa. Dữ, hãy ghé lên. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Ok. Phát. Rồi bỏ vô. Đó. Rồi còn chở được chọc chậu nữa mà. Đây đây còn đi mương nữa hả? Không, để bên này nè, để bên này nè. Để ghế đó hạ ngồi. Đúng rồi. Ok, xong. Nói đây 10 như giờ rồi. Đủ 11 rưỡi hả? Thôi xin phép mọi người mình xuống live nha mọi người ơi.